và các bạn đang được theo dõi. Đây là một tuyệt phẩm trong tầm tiền của dòng Onkyo chữ khí Integra A755MK2-70. Con đơm ly này có nội thất cực kỳ đẹp và khủng, đó là 4 sò sắt tụ nguồn rất to, nguồn to. Bên trong đặc kín gấu. Công suất tiêu thụ điện 91W, điện 100V, sản xuất tại Nhật. Nhưng mà tôi bao anh em đánh phê lòi vào những đôi loa từ bát 20 đến 40, loa cổ để nghe nhạc. Và nó ghép cực hợp vào những dòng loa AR, Adevin, Bozak, hoặc là KLH của Mỹ, hoặc là của Anh Quốc chẳng hạn như là Wapfordep. Đó. Ngoài việc loa Nhật chơi đơn giản nha, loa Mỹ đánh tuyệt vời luôn. Và có thiết kế cực đẹp luôn, bởi vì đây là một dòng âm ly trau chuốt của hãng Onkyo. Dòng chữ khí mặt tiền anh em có thể thấy, tôi chưa tìm thấy cái điểm xước nào trên mặt tiền con âm ly này. Báo giá cho anh em là 5 triệu đồng thôi. 46cm bề ngang, chiều cao 16, chiều sâu 35. 35 này chưa tính hết núm này và cái cọc loa đằng sau anh em nhé. Mình audio ở đâu? Âm ly được thiết kế đánh cầu A, B, A cộng B, mát chép, cắt tần này, rất chi tiết, cắt tần filter, cắt tần mát chép. Đó, cái này nó vẫn cắt tần, nó khống chế khoảng âm mát chép. Còn cái này là nếu anh em gạt ở giữa sẽ không có tác dụng bát chép. Một là để so le, hoặc là để lên trên, hoặc để xuống dưới. Có nghĩa có 4 kiểu để đường vào tín hiệu, ngõ vào âm thanh, out tuner, cân loa. Gỗ đẹp tuyệt vời luôn anh em nhé. Hoa đẹp tuyệt vời luôn. Series là 10333, 91W, 100V. Những dòng âm ly cổ khủng như này anh em đừng bao giờ nhìn vào cái watt để đi mua nhá. Nếu mua watt không bao giờ anh em chửi âm thanh. Bởi vì những cái con âm ly cổ của dòng Onkyo Đền Đông hoặc là những cái con Sansui, nó ghi công suất tiêu thụ điện rất nhỏ. Đặc trưng nhiều, rất nhiều con âm ly Sansui nó ghi công suất chỉ 70W, 80W, bán là mười mấy triệu bạc. Bởi vì cái watt ra loa nó nhạy, nó nhạy anh em nhá. Khi nghe nhạc thì nó nhạy thì nó đánh ra chất lắm anh em ạ. 4 sò sắt. Bao phê bao hay cho anh em con đồng đi này trong tầm tiền.